Cửa hàng tạp hóa thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, Đồng Tháp bốc cháy lúc nửa đêm, làm 3 người tử vong tại chỗ, nhiều tài sản bị thiệt hại. Theo đó, vào sáng ngày 28 tháng 10, tin từ công an huyện Châu Thành, Đồng Tháp cho biết, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, trên địa bàn xã An Khánh xảy ra vụ cháy, thiêu dụi một cửa hàng tạp hóa, làm 3 người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, cửa hàng bách hóa Bảy Tiến ở ấp An Hưng, xã An Khánh do vợ chồng bà Bùi Thị Yến Sương, 33 tuổi, chú tại phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ, bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, công an huyện Châu Thành nhanh chóng huy động lực lượng tại chỗ và tổ phòng cháy chữa cháy công an huyện phối hợp với người dân xung quanh chữa cháy và cứu người bị nạn đồng thời thông báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Sa Đéc điều lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cùng hai xe chuyên dùng đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 45 phút, đám cháy được dập tắt. Được biết, tại thời điểm xảy ra cháy, bên trong cửa hàng tạp hóa có 6 người, lực lượng công an và người dân đưa được 3 người, vợ chồng và con trai chủ nhà ra ngoài an toàn thông qua cửa thoát hiểm. Ba người còn lại gồm Nguyễn Thanh Phương, Ngô Văn Lam và Hoàng Tuấn Anh cùng chú tại thành phố Hồ Chí Minh tử vong tại chỗ. Theo công an huyện Châu Thành, vụ cháy còn gây thiệt hại tài sản hơn 4 tỷ đồng. Sau khi nhận được thông tin vụ cháy làm 3 người tử vong tại chỗ, lãnh đạo công an tỉnh Đồng Tháp và huyện Châu Thành đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, động viên gia đình, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng tạp hóa đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.